Mic feedback off. Ơi, bình thường. Bình thường mình không có chơi tầm tối tối vậy. Hy vọng là không có la ó để nhà còn ngủ được nữa mấy bà. Ơi, sao nó càng nhảy nó càng rớt vậy? Chào mừng tất cả các bạn đến với thằng ngu trong cái lu. Hay. Chưa làm quen được á, chưa làm quen được. Mấy bữa nó tuột tới đây nè. Mình không chịu cố gắng để mình vượt qua bản thân của mình gì hết trơn á. Chơi mà mình cứ nản không à. Chơi mà mình cứ cọc cằn, mình cứ sợ không à. Những lúc mà rớt như thế này nè, mình cần phải rớt nữa. Mình phải rớt nhiều lên mình mới vượt qua được, mới tập làm quen dần được. Hai ơi, ơi lên được rồi mà. Lại đi, búng ở đây nè. Đừng có làm như vậy. 10 giờ rồi. Chơi rất là trễ rồi. On rất là trễ chọn cái game này chơi rồi. Đừng có làm như vậy. Xin người. Đó, phải bình tĩnh lại mới lên được. Đó, nó cứ vậy đó. Tôi chỉnh lại cây búa ở bên trong mà nó sao á. Cái thằng này nó không có hiểu ý tôi nè. Đây rồi. Đã mua rồi mà hả, lòng người còn lạnh nữa thì ai mà chơi nổi cái game này. Đó, con vậy đó, nó búng một lần nó búng luôn. Nó búng từ cái đầm đó, từ cái trụ đèn đó, nó búng qua bên kia luôn. Nó búng có điểm dừng luôn. Thằng này mà làm gì có tình người. Con lại má từ dưới con lại lên luôn. Má để yên con ở đây đi, rồi búng qua bên đây, bám lên. Ok, vượt qua được cái chỗ vượt qua này đó. Giờ thì chỉ cần tập trung vô lại cái khúc ở trên này nữa thôi. Góp gẻn lên. Mấy cái chỗ này nhảy chắc cũng hơn hả 100 lần rồi đó. Góp gẻn lên. Thôi để chậm lại mọi người, mình làm chậm lại, chậm mà chắc mọi người. Cái coi bộ cái biện pháp gấp gẻn nó không có phát huy tác dụng. No. Tự nhiên không gây anh Hiếu là cái gì má? Con chơi game này má phải chat là không cay chứ, tự nhiên má chat không gây là cái gì? Rồi tự nhiên chơi cái này liên quan gì tới gây cũng gây bà nội. Không có cay. Thiệt chứ. Đừng có như vậy. Nay nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, đừng nín nữa. Khóc đi em nhé. Mày búa vô đâu vậy? Búa vô cây chổi nè, búa lên cái mái hiên này, búa qua bên đây, búa qua cái cục này, búa qua đây. Này sư. Nó phải vậy. Nó
làm lẹ quá tôi coi không kịp, nó làm lẹ quá tôi cản không kịp mấy bạn. Đáng lý là mình phải móc vô ngay cái chỗ mà cái phần cái sàn ở đây nó làm lẹ quá tôi cản không có kịp. Tôi nổi nổi cái thằng quỷ này nó livestream mà nó ở trần lòi hai cái núm ra là tôi thấy game không hay rồi. Là tôi thấy game này nó không có đàng hoàng rồi. Quá bay. Không được gay, không được gay. Không có gay chứ lộn, không có gay, không có gay. Qua này, bố qua này nè. Bố qua này. Bố! Sao á nhờ, cái tay này còn xài được không? Còn không, nói luôn tiếng đi. Không phải là hả, bình thường tôi thuận tay phải là hả, đi rồi đó nha. Tại vì hả, bình thường tôi thuận tay phải nên nay tôi giữ lại đó. Sao vậy bà? Bà sao á? Bà sao á bà ơi? Bà thấy ghê quá. Sao nó quen quen sao á? Hai lần nó rớt có một chỗ một à? Nó không có chán hay gì á? Móc lên trên. Chẳng lẽ hôm nay chơi do là chơi ban đêm nữa nó không có đủ tỉnh táo thôi. Hay là do tôi chưa có uống quách cấp 247. Đây nè, cẩn thận lại. Cái này quan trọng lắm á. Quan trọng lắm, cẩn thận vô, chính xác. Đây móc lên, nice sir. Phải có thay đổi chứ. Phải có quá trình mình cố gắng tập luyện chứ, phải được xứng đáng, được đền bù chứ, chẳng lẽ nhảy cái gì, nhảy một chỗ, nhảy đi nhảy lại hoài. Con người chứ đâu phải, cũng phải có cảm xúc chứ. Nói ra con còn biết co giãn luôn á. Nice. Lên luôn cho tao, nice sư. Lên luôn, qua luôn, qua bên này luôn, đi tới bên này luôn, qua nice sư. Đây rồi. Đây rồi mọi người. Xuống dưới đó. Máng lại trong này cho tao. Này sư. Sai rồi, đi vô lại, đi từ từ thôi, cái này từ từ thôi. Ôi, hình như là mình máng vô trong cái xe hơi đó được hay sao á. Lại không sao hết. Không có gì nãy có thiếu, bình tĩnh Hiếu. Đừng, bình tĩnh Hiếu. Nếu mấy lần vấp ngã như vậy càng cho chúng ta thấy được là chúng ta cần phải vấp ngã nhiều hơn nữa thì chúng ta mới có thể biết được là mình vấp ngã ở ngay cái chỗ nào. Ủa, cái đường bên cái xe hơi đó có đi được không mấy ông? Hình như cái đường bên xe hơi đó đi được đúng không? Hiếu thấy bên kia có một cái chiếc xe hơi mà nó giống cái đường để đi qua bên đó lắm. Mà hình như là cái cách để đi qua cái đường bên xe hơi đó là bằng cái này nè. Là mình giả bộ mình văng qua bên đây nha. Để tôi làm lại một lần. Bám vô cái xe. Trời ơi, bám được đó. Được đó mọi người. Hình như là mình bám được lên cái xe đó đó.
Tôi làm lại. Được á. Hồi nãy tôi mém xíu là tôi bám được vô trong cái suýt một xíu nữa là tôi bám vô được trong cái xe đó rồi. Này, trời sao vậy trời? Rồi sắp sửa rồi rồi, ngon rồi nha. Sắp sửa là hả, tôi tìm ra được hả cái con đường mới rồi. Nào đợi tôi xíu. Đừng có như vậy. Đừng có rớt ở đó nha. Không có gầy, không có gầy. Ê, không có cây, không có cây. Ôi, nó búng cái mạnh quá luôn, nó búng cái quá hố luôn. Không có gầy, không có gầy. Đây rồi. Này sư. Để đó cho tôi, mấy ông cứ để đó cho tôi. Má cái xe hơi ngày hôm nay nó mệt người nó với tôi à. Mấy lần Hiếu cũng nghe có tiếng hả à, ở bên kia Yahoo đồ này nọ cái kiểu. Là tôi nghi ở đó có đường để đi rồi. Mà mình không có cơ hội để mình thử. Không có gầy, không có gầy. Ôi nhẹ quá rồi, nhẹ quá, cái đó không có bám vô xe hơi được. Gầy quá mọi người ơi, gầy quá mọi người ơi. Không có gầy, đã dặn là không có gầy mà gầy quá. Không có bóng, không có bóng à, không có lóng, không có nóng, nó lộn, không có nóng. Không có cây, không có cây, nãy giờ nó lộn. Trời ơi, tay cho đúng lẹ luôn á, cái tay cho đúng lẹ luôn á. Nó lộn, không có gai chứ nó lộn. À không có cây nó lộn, không có cây, không có cây. Nói chứ mệt lắm rồi đó. Chứ nói chứ nãy giờ gầy lắm rồi đó. Nãy giờ cũng bóng lắm luôn rồi đó. Quá mệt mỏi rồi. Là nãy giờ cái khúc nào mà là nãy giờ từ cái lúc mà mình bật game lên là tới giờ là nó cũng vậy luôn á. Chưa, mình chưa có chơi gì luôn. Là giờ mới vô nè. Nãy giờ là giờ mới vô nè. Năm nay năm con gì vậy? Năm nay hả? Năm nay hả? Năm năm giờ mày coi livestream mày hỏi giờ mày hỏi năm. Năm nay năm nay có nhuần không anh? Năm nay năm nay ai biết có nhuần không? Mệt quá. Ông nào biết năm nay có nhuần không nó hỏi kìa. Không có gai. Ồ không có gai. Trời ơi, nó trượt kìa. Trời ơi, cứ vậy không, nó mệt quá luôn á. Đừng có như vậy nữa. Cung anh hê đi. Dừng lại đi, chốt xà má tè đi. Cứ vậy không á, sao tôi đỡ nổi được. Trời đất ơi. Quỷ Dương đang làm quen. Đây rồi, Quỷ Dương ngủ dậy rồi.
Đây rồi, quỷ dương. Quỷ dương vậy rồi, nại sư. Rồi. Không có gì mà mình không có vượt qua được hết đó mấy ông. Quan trọng là mình có kiên trì hay không thôi. Quan trọng mình có kiên trì hay không. Sao á bà, bạn sao á bà ơi. Cậu ổn không? Cậu ổn không? Cậu ổn không hay không? Cậu nói cho tớ biết tí nữa chứ cậu ổn không? Cậu làm vậy lấy nữa tớ quýnh chết luôn á. Cậu ổn không? Cậu nói cho tớ một tiếng đi, cậu ổn không? Ra tín hiệu đi, cậu ra tín hiệu đi. Đây rồi. Đừng, cậu đừng có làm như vậy. Cậu đừng có làm như vậy mà. Đừng. Cung man hê. Alo. Ừ. Tới đi. Ghê lắm. Nói thiệt ghê dữ lắm luôn. Có được á, mang trong xe tăng theo cũng được nữa. Tới đây giải quyết giùm đi. Cho một chiếc cấp cứu liền. Tới tại đây liền luôn đi. Quá mệt mỏi rồi. Quá ghê rồi. Cử hả? Cử đâu chừng cử 3-4 chiếc xe tăng vậy đó. Ủi nó đi. Ghê lắm. Không có phá được đâu. Cái lưu của nó làm bằng kim cương hay gì á. Ok. Lẹ tôi đợi nha. Tôi sắp chết tôi chịu không nổi nữa. Ok. A few moments later. Hello mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hiếu California. Và tôi nói tiếng Việt chưa có rành. Mọi người thông cảm cho tôi nhé. Mình lên gần ở đây rồi. Who there? Okay, right. And the 17, bro. No! No, God, please! Please, no, bro! I'm so tired! Please! I'm just not! Just not, bro, please! Không có gây, nói lại, đòn đó, nó tự móc luôn, nó tự móc từ bên kia, nó móc qua luôn. Trời ơi, ủa, đây là đâu vậy? Mọi người ơi. Xin chào tất cả các bạn đang coi livestream của mình trong buổi tối ngày hôm nay ha. Hello mọi người, mình là Thạch Chí Hiếu nha. Mình là anh trai của Thạch Chí Hiếu. Thạch Chí Hiếu đang livestream bị khùng rồi mọi người. Đang livestream về với đất mẹ. Nó kêu tôi hả vô hỗ trợ cho nó. Tới giây phút này thì tôi xin mạn phép tôi không giấu giếm với mọi người nữa. Thật ra ha, tôi là Hiếu thứ hai. Nãy là Hiếu kia livestream là Hiếu thứ nhất, còn tôi là Hiếu thứ hai nha. Tôi không có muốn lộ cái danh tính của mình ra đâu, nhưng mà chuyện đến nước này tôi không giấu giếm mọi người nữa. Nhà tôi được cái là anh em tôi có một gương mặt à. Dù là ha, em gái, anh gái, bà ngoại, ông ngoại, bà nội, hay là Lê Tùng Văn, Lê Tùng Sèn, cái rắc cầm cầm đụng đụng gì cũng có một gương mặt à. Gia đình là One Face. One Face of Family. Hiếu nào, tôi tên là Chí Hiệu mà. Tôi là Thạch Chí Hiệu nha mọi người. Ủa quên, em gái chứ nói lộn anh gái. Xin lỗi được chưa? Mấy lộn. Xin lỗi.
giỏi được chưa? Bắt bẻ nữa. Thì cái ông anh ông tên gái, gọi anh gái. Được chưa? Bà chị tên gì không? Chị tên chị trai. Chị trai. Anh thì ông anh tên gái, đã gọi anh gái. Móc cho đây nè. Đập ở trên kìa, đập ở trên là làm đừng có như vậy, làm ơn đi, cẩn thận vô, tập trung vô. Billy. Đây nè, đòn. Này sư. Làm ơn đi. Từ hồi nãy tới giờ biết bao nhiêu lần là theo ở đây rồi, cẩn thận vô giùm một cái. Đòn nha, tập trung vô. Thắng bại tại đây đó. Phải thì ăn cả, còn ngã thì ăn gì không biết. Sao vậy ta? Cái này nó bị sao nè? Này chẳng lẽ do mình rung ta? Đòn sai rồi đó, thấy là thấy đi rồi đó. Đòn không có như vậy mà. Tính ra tôi quên, đừng có như vậy mà Hiều. Quên quá lộn tên luôn. Đừng có như vậy mà Hiều. Nó tự tuột xuống luôn á mấy bà. Tôi thấy hồi nãy tôi bấm cái quả đó là tôi thấy đi rồi. Không có gây mà, không có gây. Không có bấm. Tự nhiên cái gây giùm anh yếu. Hay vậy em? Hay vậy? Được á em. Ổn rồi, có người gây giùm rồi. Đỡ rồi, đỡ cực rồi. Không có cái gì mà nó có thể mà vượt. Hai lần nó như một. Nó rớt một chỗ mà nó búng. Thôi mệt quá luôn á. Thiệt mệt lắm rồi. Không có sức chổi nữa. Thì có tới mệt với cậu lắm rồi đó hả. Cậu ơi. Mai mốt á, bữa nào mà tôi tải cái game nào mà hả nó không có lộn ra vậy nè. Chứ tôi chung mỗi lần mà nó dơ búa lên cái lòi hay là tôi nhảy không nổi. Ô về quá, nhảy không nổi. Con mệt lắm mẹ. Cái bài đó sao quên rồi, để mốt tôi nghe tôi hát cái bài đó. À biết hát bài gì rồi. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. A few inches later. Hay à. Ngõ là lấy lại à. Sao mà khó quá lại lị lời. Tập trung vô, phải tập trung vô. Cứu lị ơi, cứu lị bơi. Ai lộn ra cứu là cứu ngọ với, cứu ngọ với, chạy ngọ. Trời đất ơi, cứu ngọ với. Cú thập ba ca, cú thập ba ca. Ôi trời ơi, cú thằng họ ơi. Trời đất ơi, ngọ chơi cái trò này mà ha, lão của ngọ nó muốn xả. Trời đất ơi. Ngọ chơi cái trò này mà ha, cái lão của ngọ nó muốn xả ngọn luôn đấy lì. Thập bát ca còn vui vẻ nữa đâu nha.
Mày lên cho tao đi á, chứ tao không có còn vui giống như ngày trước nữa đâu á. Đây. Ôi. Ngọt có ổn nữa. À, chuẩn bị à, dầu cũng ngọt ngọt nữa rồi. Trời ơi là trời, sao mở không ra nó vậy trời. Tối nay ha tôi hay là do tối nay cho tôi chưa có kiểu như gọi là chưa có bình tĩnh đó mấy bạn. Mình thử thách lần cuối nữa nha. Khó quá, khó quá. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.